cho bà con, hết bà con. Bữa nay mình cũng đưa gắn gắn giống gà đặng mà mình ba bữa nữa mình giao cho người ta 30 kg nè, ta dặn 30 kg, 30 kg gì mình lấy cái này ba mấy ký nè. Cái người này người ta cũng dẫn gắn cái không à, người ta bắt loại mà 400 g, 500 g đó nè. Con này là 400 g nè, con này nè, con này có chữa bụng trong quang luôn nè, có bụng chụp phề nè, bà con thấy không, bụng nó vành kia luôn, con này nè, bụng nó vành kia luôn, 400 g luôn, tao bắt 400 g, 500 g luôn đó. Con đó luôn có 500 g, tao bắt gắn cái bự á, bắt gắn cái không à, người ta cũng có nuôi mà người có đực nhiều người ta mới mua thêm gắn cái à. Phân đi rồi. Tự anh mới đánh cúp đi à. Ta đặt toàn bộ gắn cái không này, gắn cái luôn chà bè này, con thấy cái luôn gắn cái không, chà bè là lúc nó đang ôm đang có chữa đó, đó con cái đó bụng trong bang đó, cái không người ta nuôi ở đâu, người ta mua ở đâu nuôi hay cách sao đâu mà ta nuôi, chúng gắn cái gắn được không à, người ta mới mua gắn cái mình à. Ta nuôi lâu lắm rồi, lâu 9-10 tháng mà nó không đẻ, người ta mới dặn mình mua gắn cái không à, 30 kg, người ta bắt 30 kg gắn cái, gắn cái lúc đù lên là bà con thấy không, nó rút xuống đó đó bà con thấy không, nhận gắn cái không à, bụng chữ B chữ B. Gắn này nó đang ôm trứng nè, gắn này đang ấm trứng nè bà con, con này nó đang ấm trứng nè, con này đang ấm trứng, con này đang ấm trứng, bà con thấy đã hả, bà con thấy gắn đẹp kinh khủng không, đầu mỏ gì liền o nè bà con thấy không, đây là chỗ con coi nó quờ quá quờ đó bà con thấy không, đầu cổ liền o luôn, đẹp đẹp ghê không, bò luôn thổi con thấy bóng dờn không, bóng đẹp cứ ăn đẹp bá cháy biết ngắn đẹp. Bụng chẳng quan hết trơn nè bà con, bà con coi nè, bụng chẳng quan hết trơn ha, bụng chẳng quan ốc nóc hết trơn ha, đẹp báo quá ha, công nhận con nào nó đẹp như mơ ha bà con, những cái gì đẹp một cái ghê gớm nào nè, đã nào nấy mà con thấy nó bóng hả, bóng dờn luôn hả, đã ghê. Bụng
ốc nóc luôn, mà con thấy chưa, bụng nó ha, đó, bụng nó ao nặng, đang lúc có trứng không hả? Gắn này đem về đâu có bao lâu đâu, đẻ mẹ nó rồi. Còn thế à? Công nhận đẹp ghê thiệt. Đó, còn thấy chưa? Đã không? Cái không à? Nè, mình bắt những cái hơi nhỏ chút cho bà con coi, nó gút xuống rồi. Rồi nó gút mẹ nè. Bà con coi con nào nó đã không? Thế nè. Mười con như mười bà thấy, bà con thấy không? Người ta đặt cái này là gắn người ta đặt không nha bà con. Người ta đặt mình toàn bộ là gắn cái không à. Mặn ăn đâu đó đàng hoàng chứ không phải mình giao tầm bậy tầm bạ không được nha bà con. Nói chung ra cái gì cái mình buôn bán là phải cái nào ra cái nấy, chứ không phải mình bán gắn này gắn nọ tào lao vô đây người ta nuôi không được, người ta chửi chết á. Đây còn con gắn cái màu này nữa nè, màu nó hơi khác hơn cái màu ta, nó màu vàng nè, vàng tươi nè, con thấy không, này là cũng gắn cái, giao ta toàn bộ là gắn cái không à, con thấy không, con nào con nói đẹp lạnh lùng không, đã ghê. Những này còn gì của gút muốn hết rồi đó nghe bà con thấy không, nó gút muốn hết rồi đó. Để từ từ là nó xả ra, nó không có quấn với nhau nữa, là nó xả ra từ từ là nó gút hết trơn à. Gút muốn hết rồi bà con thấy không, con thấy nó bóng không, nó ghê gớm không, đẹp như mơ luôn. Bữa đó mình thả, bữa đó tối mình ra quay nó không có đã không, bữa nay chiều này, chắc này sẽ chiều nè, chiều mát rồi nè, nó còn ánh nắng rồi mình gọi cho bà con thấy còn sáng, trời sáng gọi thấy con rắn nó bóng đẹp như thế nào không? Chạy kìa, chạy kìa, đây là nó nhà con thấy nó lằn không, lằn dách không, nó chạy kìa, nó gắn mạnh như súng không, mà con thấy không, bò sức ra rồi là họ phóng cờ cờ liền ha. Cái lặn dịch đã không, đẹp ghê, bóng hới luôn. Con thấy không, trời nó đẹp cực kỳ thiệt, đẹp không tả nổi luôn, hết trơn nha bà con, nó rút hết trơn rồi, còn có đuôi không bà con ha, chạy kìa,
Con thấy chưa? Đó. Đẹp cực kỳ. Cái này. Rồi con thấy không? Bóng một cái thì ghê gớm không? Phần đó trời ơi nó chạy vòng vòng kìa, cái này nó kiếm đường được ở mà con thấy nó nhanh không coi kìa, khỏe rồi đó, đưa ra hồi nó khỏe nó chạy, nhưng mà cho thấy nó coi kìa, con thấy nó guồng không, nó chạy cả như ngựa không. Thôi mình cũng cảm ơn luôn bà con ơi. Đây nè. Rồi mình tạm ngưng nha bà con.